kính chào quý khán thính giả của Bồ đề phật quốc tv rất vui mừng được chào đón quý vị đang lắng nghe chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán giả, như thường lệ, vào thứ Bảy hàng tuần, chúng ta có lớp sơ trung đẳng Phật Học bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Trong thứ Bảy vừa qua, Thầy Huyền Châu đã đến với chúng ta qua tiết đầu là môn Duy Ma Cật Sở Thuyết. Tiết thứ hai là Thầy Viên Chánh tiếp tục giảng Kinh Viên Giác. Và tiết cuối cùng là học kinh pháp Cứu do thầy Minh Hạnh phụ trách. Để mở đầu cho buổi học, thầy Huyền Châu đã khuyến khích và sắp tấn việc học hỏi Phật pháp trong mọi hoàn cảnh, có nỗ lực tối đa chúng ta mới sớm thành tựu được kết quả mong muốn. Thầy nhấn mạnh đến việc xây dựng một ngôi chùa trong tâm. Ngôi chùa đó có được kiên cố là nhờ vào đạo tâm vững chãi và bền bỉ nơi mỗi chúng ta mà có. Muốn vậy là người con Phật chúng ta phải dốc lòng học hỏi Phật pháp siêng năng thực hành và tu tập giáo pháp của Ngài. Tất nhiên, sự an lạc sẽ đến với chúng ta. Tiếp đến, Thầy nói về công hạnh của Ngài Duy Ma Cật. Một trong những công hạnh tốt đẹp đó là Ngài hiện thân bệnh. Với cơ hội này, Ngài được nhiều người trong hàng giáo phẩm đến thăm và nhờ phương tiện đó, Ngài nói Pháp để hoàn độ chúng sinh. Song song với việc đó, chúng ta còn có thể chiêm nghiệm để thấy rằng ngay cả các vị Đại Bồ Tát vẫn còn nương vào oai thần của Phật huống chi chúng ta. Ngài Duy Ma Cật là Đại Bồ Tát nhưng trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nương tựa vào oai đức của chư Phật và muốn diễn dương chánh pháp của Như Lai để cứu độ chúng sanh nên Ngài dùng đủ phương tiện để thực hiện bồ đề tâm của Ngài. Trên một bình diện khác, chúng ta cũng nhận thức được trong Phật giáo, Truy tệ được coi là một điều tất yếu và cần thiết cho một hành giả trên đường tiến đến giác ngộ và giải thoát. Cũng trong sự kiện, Ngài Duy Ma Cật hiện thân bệnh với lòng mong tưởng Đức Thế Tôn sẽ nghĩ đến mình. Đức Phật đã quán chiếu và hiểu được điều đó nên đã khiến Ngài Xá Lợi Phất và là Đại Đệ Tử và cũng là để nhất trí tuệ trong hàng thanh văn bấy giờ thay Phật đến vấn an Ngài Duy Ma Cật. Cảm thấy rằng trí tuệ mình chưa sánh bằng người cư sĩ này nên Ngài Xá Lợi Phất đã trình bày cảm nghĩ của mình lên với Đức Phật. Sau cùng chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới có đủ trí tuệ thay Phật đến vấn an Ngài Duy Ma Cật. Hình ảnh trên cho thấy trí tuệ đóng vai trò then chốt trong đạo giác ngộ của Như Lai. Trí tuệ sẽ có được trong sự tĩnh lặng của hành thiền. Ngài Duy Ma Cật đã khai thị cho Ngài Xá Lợi Phất về sự tĩnh tọa. Hình ảnh đẹp nhất trong ba cõi là hình ảnh của một vị thanh văn ngồi thiền. Có tĩnh lặng như vậy thì tuệ giác mới phát sinh, có tĩnh lặng như vậy thì tham sân si mới được loại bỏ. Thì truyền cái vì vậy mà không còn chỗ nương tựa thì vô minh sẽ bị đẩy lùi bởi ánh sáng trí tuệ. Sự tĩnh lặng của hành thiền đưa tâm hồn chúng ta thăng hoa như vẻ đẹp của hoa sen tỏa ra trong sự vươn lên từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bởi bùn thầy cũng nhắc nhở và khuyến khích các học viên thực hành 30 giây tĩnh lặng mà thầy đã hướng dẫn trong kỳ trước. Thiền định là sự giúp tâm điều phục được tâm, đưa tâm vào trạng thái lắng động để tâm không bị tán loạn chạy chạy theo vọng tưởng của dục lạc giác quan. Kiến tánh thành Phật, thân và ý đều nằm trong phạm vi của thế giới ngũ uẩn, thế giới biểu hiện của hiện tượng không gian và thời gian. Chúng ta cần phải vượt qua, không chấp trước không chấp ngã để tâm được tĩnh lặng như Ngài Duy Ma Cật đã khai thị cho Ngài Xá Lợi Phất. Hiện thân và ý mà không ở trong ba cõi, ấy mới là tĩnh tọa. tiếp thứ hai là Thầy Viên Chánh giảng về Kinh Viên Giác. Xin nhắc lại, Kinh Viên Giác gồm 12 chương là tên của 12 vị Bồ Tát. Chương 1 là chương Văn Thù, theo Kinh Đức Phật thường thuyết pháp ở cõi trời cho chư thiên. Cõi người chúng ta, cảnh giới thiền định và long cung, Chương này gồm 8 phần như sau: Phần 1, ngài Văn Thù bạch Phật, thưa thỉnh Phật xin ngài giải thích những điều thắc mắc không những làm lợi ích cho riêng ngài mà còn cho hậu thế mai sau. Phần 2, Phật khen ngợi ngài Văn Thù và dặn dò đại chúng cùng nghe. Phần 3, Phật trả lời câu hỏi và nói về pháp Đại Đà La ni tên là Viên Giác. Phần 4, Phật vạch rõ vô minh đã làm điên đảo và mê mờ tánh viên giác của chúng sinh. Phần 5, Phật dạy vô minh là hư vọng, không có thật thể. Phần 6, Phật dạy tu theo viên giác có năm từng bậc. Phần 7, Phật và Bồ Tát đều tu theo viên giác, tức Như Lai tạng hàm chứa tất cả các pháp. Phần 8, Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Đã ý trong phần 1. Là ngày văn thù thưa thỉnh với Phật Nói lại phương cách tu hành của của Phật và các vị Bồ Tát Làm sao trách được hoặc làm thế nào cho các vọng đừng sanh Thầy nói về vô minh và tam độc là tham sân si Vì bị vô minh che lấp nơi chúng sinh chấp ngã Chấp cái sở hữu của, của ta cho, Do chấp trước như vậy nên chúng sinh bị tham sân si lôi cuốn Và từ đó phiền não chồng chất lên nhau Chúng sinh mãi luân hồi trong biển khổ trong đó, si đóng vai trò chủ chốt vì thiếu trí tuệ nên chúng sinh bị mê mờ, không biết tất cả các pháp đều là vô thường. Vì vậy, Phật dạy, khi hiểu các pháp là huyện, là hư, là vọng thì không còn cố chấp và tham luyến. Và khi tham ái và phiền não không còn nữa thì viên giác tức Phật tánh hay tự tánh chân như sẽ hiện bày. Các Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng đã và sẽ tu theo viên giác là pháp giới tánh không sanh diệt không tri kiến như hư không thường còn chẳng lay động trong tiết cuối cùng thầy minh hạnh đã tiếp tục giảng kinh pháp cú nói về nhân duyên thầy khuyến khích các học viên học thuộc các bài kinh pháp cú hầu áp dụng trong đời sống hàng ngày thầy nhấn mạnh Chúng ta may mắn có được thân người, lại có môi trường học hỏi Phật pháp và những thiện duyên này không dễ gì mà có. Vì thế, chúng ta phải biết trân quý và nỗ lực không ngừng trong vấn đề tu học Phật pháp. Tại sao gọi là tu học? Chúng ta không thể chỉ học mà không hành, vì học mà không hành thì chỉ là đẩy sách. Ngược lại, hành mà không đúng cách, không học, không trí tuệ thì cũng dễ dàng đi sai đường. Tu học Phật pháp không những lợi ích cho cá nhân mình mà còn hữu ích cho tha nhân tốt lành cho đời này mà còn lợi ích cho đời sau kính thưa quý vị hôm nay thứ bảy theo thời khóa biểu chúng ta sẽ có những những môn sau đây kinh duy ma cực cho thầy huyền châu dạy trong giờ đầu kế đến là kinh viên giác cho thầy viên chánh giảng dạy và tiết sau cùng là môn kinh na tiên tỳ kheo cho thầy quảng định phụ trách và sau giờ học pháp còn có phần thực hành thiền định cũng do thầy quản định hướng dẫn kính mời quý học viên tham dự đông đủ kính thưa quý khán thính giả để mở mang kiến thức về giáo lý của đức phật và cũng làm hành trang trên con đường tu học đạo giải thoát trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của viện phật học bồ đề phật quốc từ 3 giờ đến 6 giờ chiều Quý vị có thể đến học ở Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.